Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã gặp Tổng thống Argentina Javier Milei, người được miêu tả có phong cách giống với ông Donald Trump tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của mình. Đây là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông Trump kể từ sau cuộc bầu cử Mỹ vừa qua. Một nguồn tin đã xác nhận cuộc gặp trên, nhưng người này yêu cầu không tiết lộ danh tính. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về một sự kiện chưa được công bố công khai. Tuy nhiên, người này cho biết cuộc họp diễn ra tốt đẹp. Tổng thống Argentina Milei, người thường xuyên nhận được những lời khen ngợi của Trump, đã phát biểu tại buổi tiệc của Viện Chính sách nước Mỹ trên hết tại câu lạc bộ Mar-a-Lago. Ông Milei đã phát biểu ngắn gọn bằng tiếng Anh, sau đó có bài phát biểu dài hơn bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong bài phát biểu, ông Milei đã ca ngợi Elon Musk, chủ sở hữu của X, khi cho rằng mạng xã hội X đang giúp cứu nhân loại. Ông Milei chỉ trích từng lớp cầm quyền chính trị mà ông cho là chịu trách nhiệm cho hệ thống áp dụng thuế bất công để buộc phân phối lại của cải bằng súng đạn. Tổng thống Argentina cũng chúc mừng ông Trump về chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông cho biết, làn gió tự do thổi mạnh hơn nhiều và gọi chiến thắng này là bằng chứng rõ ràng cho thấy các thế lực siêu nhiên đang đứng về phía chúng ta. Phát biểu trước đám đông tham gia buổi tiệc, ông Trump đã chúc mừng ông Milei vì công việc bạn đã làm cho Argentina và nói rằng thật vinh dự khi được Tổng thống Argentina đến câu lạc bộ của mình. Ông nói thêm, công việc mà ông đã làm thật đáng kinh ngạc, làm cho Argentina vĩ đại trở lại. Ngay sau khi ông Milei đắc cử Tổng thống Argentina vào tháng 11, 2023, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội, ông sẽ xoay chuyển đất nước của mình và thực sự làm cho Argentina vĩ đại trở lại. Tổng thống Argentina Milei lần đầu gặp ông Trump vào tháng 2 tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC ở Washington. Ông này đã công khai tuyên bố sự ngưỡng mộ của mình đối với ông Trump. Tổng thống đắc cử Donald Trump phát biểu trong một sự kiện rằng công việc của Bộ Hiệu quả Chính phủ sẽ kết thúc chậm nhất vào ngày 2 tháng 7, 2026. Kết quả là một chính phủ tinh gọn hơn, hiệu quả hơn và ít quan liêu hơn. Sẽ là món quà hoàn hảo tặng nước Mỹ vào đúng dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. Tôi tin tưởng họ sẽ thành công. Theo một tuyên bố mới đây của ông Trump, tôi rất vui mừng thông báo rằng ông Elon Musk cùng với doanh nhân Vivek Ramaswamy sẽ là đồng bộ trưởng Bộ Hiệu quả Chính phủ, viết tắt là DOGE. Vị Tổng thống Mỹ thứ 45 cho biết, cùng nhau, hai người Mỹ tuyệt vời này sẽ mở đường cho chính quyền của tôi, phá bỏ bộ máy quan liêu chính phủ, cắt giảm các quy định dư thừa, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang, yếu tố thiết yếu cho phong trào cứu nước Mỹ. Tôi mong Musk và Vivek sẽ thực hiện những thay đổi đối với bộ máy quan liêu liên bang với mục tiêu hướng đến hiệu quả và đồng thời cải thiện cuộc sống cho tất cả người Mỹ. Ông Trump còn nói về kỳ vọng đối với DOGE. Có khả năng sẽ trở thành dự án Manhattan của thời đại chúng ta. Các chính trị gia Đảng Cộng hòa đã mơ về các mục tiêu của DOGE trong một thời gian rất dài. Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết DOGE sẽ không phải là một cơ quan liên bang. Để thúc đẩy những thay đổi mạnh mẽ, Bộ Hiệu quả Chính phủ sẽ cung cấp lời khuyên và hướng dẫn từ bên ngoài chính phủ bằng cách hợp tác với Nhà Trắng và Văn phòng Quản lý và Ngân sách để thúc đẩy cải cách cơ cấu quy mô lớn, đồng thời tạo ra cách tiếp cận mang tính khởi nghiệp đối với chính phủ, điều chưa từng thấy trước đây. Ông Trump kết luận, điều quan trọng là chúng ta sẽ xóa bỏ tình trạng lãng phí và gian lận khổng lồ đang tồn tại trong khoản chi tiêu của chính phủ hàng năm, trị giá 6,5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Họ sẽ cùng nhau giải phóng nền kinh tế của chúng ta và khiến chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Ngoài những thông tin rất ấn tượng về Bộ Hiệu quả Chính phủ mà Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa chính thức thông báo, có một điều khá bất ngờ khác có liên quan giá tiền điện tử Dogecoin, DOGE. Sóng tăng giá Bitcoin lên mức cao mới trở thành chủ đề bàn tán trong thế giới tiền điện tử trong những ngày gần đây. Nhưng đây không phải là tài sản kỹ thuật số duy nhất khiến cộng đồng phấn khích và gây xôn xao. Mức tăng của Bitcoin không thấm tháp vào đâu khi so với DOGE đã tăng tới 120% trong tuần qua và có thể tiếp tục tăng trong thời gian gần. Theo Reuters, vừa qua đài NBC của Mỹ đã tiết lộ về một số cố vấn của Tổng thống đắc cử Donald Trump cảm thấy khó chịu với tỷ phú công nghệ Elon Musk. Nguồn tin của NBC cho biết, ông Musk đôi lúc hành xử như thể ông ấy là đồng tổng thống. Ông Musk cũng không ngại thể hiện rằng mình có rất nhiều công lao trong chiến thắng bầu cử, như thể Tổng thống Trump mắc nợ ông Musk. Tổng thống Trump không mắc nợ ai cả. Một quan chức khác nói với NBC rằng tỷ phú Elon Musk có ý kiến về tất cả mọi thứ và điều này đã bắt đầu khiến các cố vấn và trợ lý cấp cao của ông Trump khó chịu. Quan chức trên nói, ông Musk muốn được là người có tiếng nói trong mọi vấn đề, nhưng việc vận động hành lang quá mức có thể làm hại đến mối quan hệ của ông Musk với ông Trump về lâu dài. Theo nhiều nguồn tin của đài ABC News, người đàn ông giàu nhất thế giới Elon Musk gần như có mặt hàng ngày tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida cùng với ông Trump. Ông Musk xuất hiện trong ảnh chụp đại gia đình của ông Trump vào đêm bầu cử, dùng bữa tối cùng với đệ nhất phu nhân tương lai, bà Trump,
và chơi golf cùng gia đình tổng thống đắc cử vào cuối tuần. Sự hiện diện của tỷ phú Elon Musk được cho là có ý nghĩa hơn mức xã giao. Các nguồn tin của ABC News tiết lộ, ông Musk còn đóng vai trò quan trọng trong việc tham vấn các lựa chọn nhân sự cho ông Trump. Theo truyền thông Mỹ, tỷ phú Elon Musk là người có ảnh hưởng lớn tới các quyết định bổ nhiệm nội các của ông Trump. Thậm chí, ông chủ SpaceX còn có mặt trong khi tổng thống đắc cử nói chuyện điện thoại với các nhà lãnh đạo quốc tế. Khi được hỏi về thông tin của NBC, đội ngũ ông Trump khẳng định rằng họ không có bất kỳ mâu thuẫn nào với ông Musk. Phát ngôn viên của ông Trump cho biết, tổng thống Trump và ông Musk là những người bạn tuyệt vời. Ông Musk là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp có 102 và bộ máy liên bang chắc chắn sẽ được lợi từ những ý tưởng của ông ấy. Về phía ông Trump, tổng thống đắc cử vẫn tỏ ra vô cùng yêu mến tỷ phú công nghệ Mỹ. Ông Trump nói, Elon không chịu về nhà, ta không thể cắt đuôi ông ấy. Nhưng Musk là một người thông minh và cá tính. Sự ủng hộ của ông ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Chính tỷ phú Elon Musk đã có tác động sâu sắc đến chiến dịch tranh cử của ông Trump, bao gồm đóng góp vào việc tổ chức các hoạt động vận động trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, sử dụng sức mạnh truyền thông xã hội và khởi xướng một chương trình rút thăm trúng thưởng trị giá 1 triệu đô la Mỹ nhằm thu hút cử tri ở các bang chiến trường. Vừa qua, Tổng thống đắc cử Donald Trump thông báo đề cử ông Robert Kennedy làm người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, HHS. Ông Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội, sự an toàn và sức khỏe của tất cả người Mỹ là vai trò quan trọng nhất của bất kỳ chính quyền nào và HHS sẽ đóng vai trò lớn trong việc đảm bảo mọi người được bảo vệ khỏi các hóa chất độc hại, chất gây ô nhiễm, thuốc trừ sâu, sản phẩm dược phẩm và phụ gia thực phẩm, vốn góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng ở quốc gia này. Bày tỏ sự tin tưởng rằng ông Kennedy là người làm cho nước Mỹ vĩ đại và khỏe mạnh trở lại. Ở chiều ngược lại, ông Kennedy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loại bỏ tham nhũng khỏi bộ này và cam kết mang đến cho người dân Mỹ sự minh bạch, để họ có thể đưa ra quyết định về sức khỏe cá nhân. Ông nói, tôi mong muốn được làm việc với hơn 80.000 nhân viên tại HHS để giải phóng cơ quan này khỏi sự kìm kẹp và giúp họ có thể theo đuổi sứ mệnh giúp người Mỹ một lần nữa trở thành những người khỏe mạnh nhất trên trái đất. Việc đề cử ông Kennedy làm người đứng đầu HHS là một sự lựa chọn đáng chú ý. Ông Kennedy được biết đến là người có thái độ hoài nghi với vaccine và quan điểm không chính thống về y học, khiến các quan chức y tế vô cùng lo lắng. Ông nhiều lần tuyên bố vaccine liên quan đến chứng tự kỷ, quan điểm bị nhiều quốc gia bác bỏ từ lâu. Ông Kennedy cũng thành lập tổ chức Children Health Defense, một nhóm chống vaccine hàng đầu. Ông Kennedy ủng hộ sữa thô, sữa chưa tiệt trùng và chưa đồng nhất, bất chấp cảnh báo rủi ro sức khỏe khi uống sữa thô của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA, đặc biệt là trong bối cảnh dịch cúm gia cầm hiện nay ở bò. Ông Kennedy cũng quảng bá hydroxychloroquine, một loại thuốc mà FDA đã thu hồi giấy phép khẩn cấp để điều trị COVID-19 sau khi một nghiên cứu trên 821 người phát hiện ra thuốc không hiệu quả. Năm ngoái, ông Kennedy khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống của riêng mình, đầu tiên là với tư cách là ứng cử viên dân chủ thách thức tổng thống Joe Biden, sau đó là ứng cử viên độc lập, tập trung chủ yếu vào việc đảo ngược đại dịch bệnh mãn tính. Ông đề xuất nhiều chính sách nhằm cải tổ các hướng dẫn về an toàn thực phẩm và môi trường, thúc đẩy y học toàn diện và tái cấu trúc nguồn tài trợ công cho nghiên cứu vaccine. Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử riêng, ông Kennedy gặp ông Trump nhiều lần. Hai người thảo luận về khả năng Kennedy sẽ ủng hộ ông Trump để đổi lấy một vai trò trong chính quyền mới. Ông Kennedy dừng chiến dịch tranh cử của mình vào tháng 8 và tuyên bố ủng hộ ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump khi đó. Theo New York Times, tỷ phú công nghệ Elon Musk, người có quan hệ đồng minh chặt chẽ với Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump, đã gặp đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeed Iravani, nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Báo này dẫn các nguồn tin giấu tên của Iran mô tả cuộc gặp giữa người giàu nhất thế giới và đại sứ Amir Saeed Iravani là tích cực. Hai bên đã gặp nhau hơn một giờ đồng hồ tại một địa điểm bí mật hôm 11 tháng 11. Nếu được xác nhận, cuộc gặp có thể đưa ra dấu hiệu ban đầu cho thấy ông Trump nghiêm túc về vấn đề ngoại giao với Iran và không chọn cách tiếp cận cứng rắn hơn để chiều lòng nhiều thành viên bảo thủ chống Đảng Cộng hòa Mỹ cũng như đồng minh Israel. Mặt khác, động thái này cũng sẽ một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu của Tesla và X, người gần như luôn hiện diện bên cạnh ông Trump và được cho là đã tham gia các cuộc điện đàm của Tổng thống đắc cử Mỹ với các nhà lãnh đạo thế giới. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump đã hủy bỏ một thỏa thuận về chương trình hạt nhân chiến thuật của Iran được đàm phán dưới thời người tiền nhiệm, ông Barack Obama, và thay vào đó theo đuổi chính sách gây sức ép tối đa, bao gồm nỗ lực buộc các quốc gia khác không mua dầu của Iran. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông Trump đã lên tiếng để ngỏ giải pháp ngoại giao, mặc dù vẫn công khai ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã ra lệnh tấn công quân sự vào Iran song song với cuộc xung đột của Israel với phong trào Hamas. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Arachi tuyên bố nước này sẵn sàng đàm phán hạt nhân chiến thuật nếu các bên khác nghiêm túc trong vấn đề này.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Iran, ông Araghchi đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đang có chuyến thăm tại thủ đô Tehran của Iran. Ngoại trưởng Iran nêu rõ, vì chúng tôi chắc chắn về bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của mình, chúng tôi không có vấn đề gì khi hợp tác với cơ quan này và có thể tiếp tục các hoạt động hợp tác này. Tuy nhiên, vì mục đích đó, các bên khác cũng nên hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.